Nguyên có nhiều tiềm năng lợi thế về tài nguyên, cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, các giá trị lịch sử, di tích văn hóa để phát triển các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch gắn với văn hóa, nông nghiệp, nông thôn. Cũng vì lẽ đó mà chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã xuất hiện tình trạng ồ ạt xây các khu điểm du lịch, nhưng trong số đó không ít công trình không đảm bảo tính pháp lý để hoạt động. Dự án khu du lịch thác Bóp La rộng hơn 5 hectare tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, do công ty cổ phần du lịch Bảo Lộc làm chủ đầu tư. Một hệ thống tường bao kiên cố được xây dựng. Bên trong là hàng loạt các công trình được xây dựng sai so với giấy phép được cấp, xây dựng không phép. Dù đã bị cơ quan chức năng xử phạt và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, tuy nhiên khối lượng thực hiện khắc phục vẫn còn chậm. Là hướng dẫn các thủ tục cho công ty để mà cấp phép lại đúng theo quy định đối với hạng mục công trình đã hoàn thành. Còn đối với các cái hạng mục công trình vi phạm đã bị xử lý vi phạm chính mà qua kiểm tra các quy hoạch mà không phù hợp hoặc là trái quy định pháp luật thì chúng tôi cũng chỉ đạo là xử lý nghiêm túc. Tại dự án mở rộng nâng cấp khu du lịch thác Brent, cơ quan chức năng phát hiện nhiều công trình, hạng mục công trình sai phép, không phép. Ngoài ra, còn nhiều dự án cùng chung tình trạng mà theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân là do ý thức của chủ đầu tư dự án. Cùng với đó, năng lực của chính quyền, cơ quan chuyên môn một số địa phương và một số chủ thể liên quan đến công tác quy hoạch, hoạt động đầu tư xây dựng chưa đáp ứng yêu cầu. Là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tăng cường cái công tác kiểm tra. Không có một dự án nào mà không được kiểm tra trong một năm về cái hoạt động xây dựng trong huyện. Khi phát hiện vi phạm thì phối hợp chặt chẽ, xử lý vi phạm đảm bảo đúng đúng trình tự, đúng thủ tục, đúng tính chất việc vi phạm. Cũng theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cần có những giải pháp phân cấp quản lý, đơn giản hóa các thủ tục, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cũng sẽ là yếu tố nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng. Thực tế hiện nay, đối với các dự án phát hiện có vi phạm, đa số quyết định xử phạt vi phạm được ban hành chỉ dừng lại ở hình thức phạt tiền, chưa kiên quyết chỉ đạo thực hiện việc cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm pháp theo quy định, nên chưa có sự răn đe. Ngoài ra, một số tồn tại về quản lý đất đai, trật tự xây dựng trước đây chưa được xử lý dứt điểm cũng gây khó khăn, phức tạp cho việc xử lý các vi phạm mới. Công trình Homestay Hami Garden tại đường Giả Tượng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Năm 2020, sau khi có giấy phép sửa chữa cải tạo nhà ở với tổng diện tích sàn gần 752 m², chủ nhân của ngôi nhà đã tự ý mở rộng diện tích xây dựng lên gần 1.000 m². Trong đó, diện tích nhà ở cải tạo vượt diện tích sai giấy phép. Dù đã có quyết định xử phạt, nhưng đến nay công trình này tiếp tục được hoàn thiện đưa vào kinh doanh mà không bị xử lý gì thêm. Chậm không phải là buông lỏng, không phải là bao che, không phải là hợp thức hóa sai phạm, mà buộc phải có từng có lý tuyên truyền hoạt động thì người dân nhận thức được các hành vi mình là vi phạm, phải tự chấp hành. Còn nếu anh không chấp hành thì nhà nước sẽ tiến hành cưỡng chế. Không chỉ khu vực nội thành, những công trình tại các vùng lân cận cũng diễn biến khá phức tạp. Hiện vẫn còn nhiều điểm du lịch tự phát hoạt động trái phép, dù là phù hợp xu hướng phát triển du lịch của địa phương. Tuy nhiên, việc sử dụng đất sai mục đích, đầu tư xây dựng không đúng theo quy định sẽ ảnh hưởng đến quy hoạch chung. Nó là một cái thực tế phát sinh mà có thể nhiều khi là chính sách mình đi không kịp ấy. Cho nên là mình phải thực hiện cái việc mà bổ sung vào để mà làm sao để mà tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân họ có điều kiện phát triển, và cái đó nó lại là đáp ứng được cái nhu cầu thị hiếu của du khách hiện nay. Có kế hoạch và kiểm tra Ủy ban Nhân dân các huyện, trong đó tập trung hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện phát hiện vi phạm và lập hồ sơ xử lý đối với các nhóm công trình mà sai giấy phép xây dựng được cấp, không phù hợp với mục đích giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các công trình của người dân tự xây. Theo các chuyên gia, một trong những vấn đề cốt lõi nhằm ngăn chặn tiêu cực trong xây dựng là tăng cường minh bạch hóa công tác quy hoạch theo quy hoạch và kế hoạch. Quy hoạch chung chỉ mang tính định hướng, chủ đầu tư lại dựa vào điều này để lách, trong khi dù đã có đầy đủ các công cụ quản lý về quy hoạch nhưng không được triển khai đúng và đầy đủ.
Không chỉ các dự án nhỏ lẻ tại khu vực dân cư mà ngay cả những dự án lớn cũng xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng. Thậm chí có những đối tượng cố tình sẵn sàng chịu phạt để tồn tại, làm giảm hiệu lực của chính sách quy định. Để chấn chỉnh tình trạng nhờn luật cũng như buông lỏng trong quản lý trật tự xây dựng đô thị, cần sự quyết liệt vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng cũng như các bên liên quan. Trong đó tập trung tăng cường các giải pháp đồng bộ, đồng thời có những giải pháp linh hoạt, phù hợp trên cơ sở tôn trọng quy hoạch, kế hoạch và định hướng phát triển.